hết lớp. Bệnh viện dã chiến số 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết tổng cộng hơn 9.000 ca xuất viện trong thời gian qua. Bộ Y tế lưu ý người dân tuyệt đối không săn lùng và tự ý sử dụng thuốc Remdesivir. Bình Dương đề nghị Bộ Y tế chi viện nhân lực, trang thiết bị để hạ nhiệt dịch bệnh tại địa phương. Nghệ An và Bắc Ninh thông báo cho học sinh toàn tỉnh tới trường sau thời gian nghỉ chống dịch. Công an Quảng Nam vào cuộc điều tra vụ một thiếu nữ bị nhóm người cùng trang lứa đánh đập dã man. Công an đã làm việc với cô gái trẻ đăng clip khoe tấm thẻ đỏ của ba để đi vòng quanh Hà Nội khi thành phố đang giãn cách xã hội. Giờ đây, người dân Pháp cần xuất trình thẻ thông hành y tế để được tham gia các hoạt động thường nhật. WHO cân nhắc thêm cách đặt tên biến thể COVID-19 theo các chòm sao nếu bảng chữ cái Hy Lạp được dùng hết. Barcelona gửi đơn kiện lên Ủy ban châu Âu nhằm ngăn PSG chiêu mộ Lionel Messi. Tottawan Sriban không giấu giếm tham vọng trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan. Gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị những khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam Top News. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với những nội dung chi tiết của chương trình hôm nay ngày 9 tháng 8. Sáng ngày 9 tháng 8, Bệnh viện dã chiến số 1 thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tính từ ngày 26 tháng 6 đến nay, bệnh viện đã có tổng 11.700 ca nhập viện, tổng cộng hơn 9.000 ca đã xuất viện. Dự kiến chiều cùng ngày, thêm 300 trường hợp được ra viện. Bệnh viện dã chiến số 1 chính thức hoạt động từ ngày 26 tháng 6, số lượng F0 và điều trị khá lớn. Chính vì thế, hơn 9.000 trường hợp được xuất viện trở về với gia đình là điều hạnh phúc đối với tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế tại đây. Số ca chuyển nặng tăng cao nhưng bệnh viện vẫn có cố gắng xử lý, điều trị ổn thỏa. Hy vọng trong thời gian tới, số bệnh nhân sẽ được xuất viện ngày càng nhiều. Bệnh viện dã chiến số 1 có quy mô 4.500 giường, được đặt tại ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là loại hình cơ sở tiếp nhận điều trị F0 ở tầng 2 trong mô hình tháp 5 tầng. Trước đó, bệnh viện thuộc tầng 1 trong mô hình tháp điều trị 4 tầng của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, do nhu cầu điều trị F0, đơn vị được nâng cấp thành tầng 2 của mô hình tháp 5 tầng. Bộ Y tế lưu ý người dân tuyệt đối không săn lùng và tự ý sử dụng thuốc này. Việc chỉ định lưu lượng sử dụng thuốc Remdesivir phải do các bác sĩ tại các cơ sở điều trị ra y lệnh. Remdesivir là thuốc hỗ trợ điều trị, không phải là thuốc đặc trị COVID-19. Đây là thuốc mới nên việc sử dụng thuốc cho người bệnh phải được các y bác sĩ chỉ định. Lưu lượng của thuốc tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trong quá trình điều trị, các cơ sở y tế cũng cần theo dõi chặt chẽ chất lượng, hiệu quả của thuốc. Toàn bộ lô thuốc kháng virus Remdesivir điều trị COVID-19 về Việt Nam và sẽ được chuyển cho các cơ sở y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sử dụng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở thể trung bình và thể nặng. Trước đó, lô thuốc Remdesivir đầu tiên do Vingroup nhập khẩu đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Lô thuốc đầu tiên được sản xuất tại Ấn Độ và chuyến hàng đầu tiên được Vingroup mua và thuê chuyên cơ chuyển thuốc về Việt Nam. Đây là lô đầu tiên thuốc Remdesivir trong số 500.000 lọ mà tập đoàn đặt mua về để trao tặng cho Bộ Y tế nhằm góp phần đẩy nhanh phục hồi cho bệnh nhân COVID-19. Với 500.000 lọ, số thuốc trên có khả năng hỗ trợ điều trị cho khoảng 80.000 đến 100.000 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam. Do số ca mắc COVID-19 và số tử vong tăng cao, Bình Dương đã đề nghị Bộ Y tế chi viện nhân lực, trang thiết bị để hạ nhiệt dịch bệnh tại địa phương này. Để hạn chế bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa có công văn gửi cho Bộ Y tế hỗ trợ thành lập thêm bệnh viện hồi sức và cấp cứu, quy mô là 500 giường, đặt tại trường Đại học Miền Đông. Cùng với đó, Bình Dương xin chi viện hơn 1.000 y bác sĩ, kỹ thuật viên, đồng thời hỗ trợ trang thiết bị để phòng chống dịch. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đề nghị Bộ Y tế tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nanocovax giai đoạn 3 với số lượng là 200.000 liều. Bình Dương xin hỗ trợ thí điểm tiêm vaccine Nanocovax trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19. Số lượng này ưu tiên cho người lao động nhằm tránh đứt gãy chuỗi sản xuất. Bình Dương đang chủ trương cho triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trong tỉnh. Trong đó, mỗi công nhân ít nhất được tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, trong khi dân số tỉnh này trên 2,5 triệu người, lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho Bình Dương đến nay chỉ có khoảng 500.000 liều. Hai tỉnh Nghệ An và Bắc Ninh vừa có văn bản thông báo cho học sinh toàn tỉnh tới trường sau thời gian dài nghỉ chống dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông báo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh quay trở lại trường vào ngày 10 tháng 8 để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo. Trong đó, học sinh lớp 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 10, 11 trong toàn tỉnh hoàn thành việc kiểm tra đánh giá cuối năm học 2020-2021.
Đối với tỉnh Nghệ An, học sinh sẽ đi học lại từ ngày 28 tháng 7. Sau hơn 2 tháng nghỉ học do dịch Covid-19, Nghệ An đã cho phép các cơ sở giáo dục được hoạt động trở lại. Theo đó, từ ngày 28 tháng 7 năm 2021, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ, chính khóa, các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn được phép hoạt động trở lại. Ngày 9 tháng 8, Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết đang vào cuộc để xác minh các clip ghi lại cảnh nhóm thiếu nữ đang dùng mũ bảo hiểm, thân cây đánh đập một cô gái cùng trang lứa. Trong chiều qua, một người dùng mạng xã hội Facebook đăng tải trên trang cá nhân 4 clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu nữ đánh hội đồng, một cô gái gây bức xúc. Clip được cho là ghi lại vào chiều 7 tháng 8 tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức. Trong clip, một nhóm thiếu nữ tầm 13 đến 17 tuổi rất có thể là học sinh đã dùng mũ bảo hiểm, thân cây lao vào đánh hội đồng một cô gái cùng trang lứa. Khi cô gái này ngã xuống đất, nhóm thiếu nữ vẫn không dừng lại. Một clip khác ghi lại cảnh hai thiếu nữ túm tóc, vật nhau giữa bãi đất đỏ ven đường. Điều đáng nói, hình ảnh trong các clip cho thấy có rất đông bạn trẻ cùng trang lứa, có cả con trai nhưng không ai vào can ngăn, thậm chí còn đứng cổ vũ. Vừa qua, đội an ninh giáo dục Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy điều tra, xác minh thông tin cô gái trẻ đăng lên mạng xã hội đoạn clip với nội dung đi vòng quanh Hà Nội khi đang giãn cách xã hội, kèm theo hình ảnh một tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba. Bước đầu, Công an xác định tấm thẻ đỏ mà cô gái này đã khoe không phải là thẻ trong ngành công an. Tấm thẻ này cô mượn của một nam thanh niên khác. Các lực lượng chức năng sẽ làm rõ và có hướng xử lý theo đúng quy định. Trước đó, một tài khoản TikTok mang tên PNT, một cô gái trẻ, đăng tải một clip đang ngồi trên ô tô đi trên phố Hà Nội. Người này khoe ra tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba để trả lời cho câu hỏi tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt á, đoán xem. Cô gái trẻ này sau đó cũng đã có đính chính trên mạng xã hội về thông tin trên. Cô gái trẻ này đã cho biết thêm đoạn clip trên không phải là suy luận như thế. Để liên tục chương trình là một số câu chuyện thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ ngày 9 tháng 8, người dân Pháp cần xuất trình thẻ thông hành y tế để được tham gia các hoạt động thường nhật như nhâm nhi một tách cà phê trong quán hay đi tàu lên thành phố. Chính phủ Pháp quyết tâm mở rộng áp dụng thẻ thông hành y tế đối với các nhà hàng, quán cà phê và hoạt động đi lại liên thành phố, bất chấp nhiều người biểu tình phản đối. Tổng thống Pháp Macron hy vọng kế hoạch này sẽ giúp tăng số người đi tiêm chủng phòng Covid-19 và kìm hãm làn sóng lây nhiễm thứ tư tại Pháp. Chiến lược tương tự cũng đã được các nước láng giềng trong Liên minh châu Âu EU thực hiện như Italia và Đức. Thẻ thông hành y tế được cấp dưới dạng một mã QR, xác nhận và tiêm đủ vaccine đủ liều, xét nghiệm âm tính với virus hoặc chứng nhận đã phục hồi sau khi mắc Covid-19. Chính phủ Pháp hy vọng đây là giai đoạn quá độ một tuần sẽ giúp các khách hàng và cơ sở kinh doanh quen với quy định mới. Maria Van Kerkhove, chuyên gia trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về Covid-19 cho biết các biến thể trong tương lai có thể sẽ được đặt tên theo các chòm sao nếu đã dùng hết bảng chữ cái Hy Lạp. Trong tương lai, WHO phải cân nhắc thêm cách đặt tên mới nếu như bảng chữ cái Hy Lạp được dùng hết. Điều này có nghĩa là các biến thể Covid-19 có thể được đặt tên theo các chòm sao như Kim Ngưu, Cự Giải, Song Tử, v.v. Hồi cuối tháng 5, WHO cho biết các biến thể của biến chủng Covid-19 thay vì gọi bằng tên quốc gia phát hiện đầu tiên sẽ được đặt tên bằng các chữ cái Hy Lạp để tránh tạo tâm lý kỳ thị. Bảng chữ cái Hy Lạp có 24 ký tự. Đến thời điểm hiện tại, 11 chữ cái đã được sử dụng để đặt tên cho các biến thể bao gồm là Beta, Beta, Alpha. Cùng lúc đó, chuyên gia trưởng WHO cho biết các biến thể mới có khả năng sẽ né được vaccine và coi là một mối đe dọa thực sự. Barcelona thuê một đơn vị luật sư gửi đơn kiện lên Ủy ban châu Âu nhằm ngăn PSG chiêu mộ Lionel Messi theo dạng chuyển nhượng tự do. Thông tin đang khiến truyền thông châu Âu dậy sóng được tiết lộ bởi Marca. Đây là trang báo duy nhất được thấy nội dung đơn kiện từ Barca chuẩn bị gửi lên Ủy ban châu Âu. Phía Barca cho rằng PSG vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tài chính, do đó không đủ điều kiện để có Messi. Juan Branco, đại diện cho đơn vị luật sư bắt tay cùng Barca, cho biết công ty của ông chuẩn bị đâm đơn kiện lên Ủy ban châu Âu, yêu cầu đình chỉ vụ PSG ký hợp đồng với Messi. Trong giai đoạn 2019-2020, độ chênh lệch giữa doanh thu và quỹ lương của PSG là 99%, trong khi Barca chỉ ở mức 54%. Barca cũng làm rõ nguồn chuyện vì sao không thể ký hợp đồng với Messi dù ngôi sao người Argentina đã sẵn sàng giảm 50% lương. Khi Barca tuyên bố có đủ bằng chứng để vạch trần chuyện PSG phạm luật công bằng tài chính, bởi khoản tiền đã chi và doanh thu của gã khổng lồ bóng đá Pháp rõ ràng có tính chênh lệch. Cựu tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai Tottawan Sriban không giấu giếm tham vọng trở thành huấn luyện viên trưởng của tuyển Thái Lan nếu nhận lời từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Sau khi chia tay Akira Nishino, người hâm mộ Thái Lan đang kêu gọi FAT tin dùng nhà cầm quân nội để dẫn dắt voi chiến.
huấn luyện viên Tottawan Sriban của Bangkok United đang được xem là ứng viên sáng giá ngồi vào ghế nóng thay cho huấn luyện viên Akira Nishino. Sriban có dấu ấn đáng kể ở sự nghiệp huấn luyện khi dẫn dắt Tero Sasana giành ngôi Á quân Thái FA Cup 2009, giúp cho Bolis United vô địch Thái League 2 năm 2015 và thăng hạng. Năm 2016, ông dẫn dắt Muthon United vào vô địch Thái League 1 và giành Thái League Cup 2016 và 2017. Trước khi dẫn dắt Bangkok United, nhà cầm quân sinh năm 1971 cũng từng có thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Akira Nishino ở đội tuyển Thái Lan. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Việt Nam Top News tối nay. Quý vị đừng quên thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K của Bộ Y tế để dịch bệnh sớm qua đi. Khánh Huyền chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.